Kính thưa Quốc hội, trước hết tôi nhất trí cao với báo cáo của Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Có thể nhìn lại năm 2019 dưới tác động rất lớn của nền kinh tế thế giới đang suy giảm, cạnh tranh kinh tế thương mại giữa các nền kinh tế nó cũng tác động rất lớn, rồi biến đổi khí hậu và an ninh phi truyền thống cũng tác động rất lớn tới quá trình phát triển kinh tế xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Trung ương, điều hành của Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ ngành Trung ương và các địa phương, đến giờ phút này có thể theo báo cáo chúng ta đã hoàn thành và có thể vượt 12 chỉ tiêu, cũng như là dự kiến tăng trưởng sẽ đạt khoảng 6,8%, và còn 2 tháng nữa thì tôi cũng có thể khẳng định là ta đạt hơn 6,8%. Đây là cơ sở để chúng ta thực hiện kế hoạch năm 2020. Thưa Quốc hội, năm 2019 có thể nói là tình hình an ninh chính trị thế giới có rất nhiều biến động, đặc biệt là các nước lớn đã điều chỉnh về chính sách và chiến lược quốc phòng và quân sự, tăng chi ngân sách quốc phòng và tăng cường luyện tập, diễn tập thực binh ở quy mô vừa và quy mô lớn. Tình hình khu vực Biển Đông thì có rất nhiều cái diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng tới an ninh, an toàn ở khu vực biển có tuyến hàng hải quan trọng và bậc nhất trên thế giới. Nó đe dọa tới an ninh khu vực và an ninh các nước có chung khu vực Biển Đông. Trước tình hình đó thì có thể nói là từ tháng 5 khi mà chúng ta hoạt động dầu khí trên biển, và đặc biệt là từ đầu tháng 7 đến cuối những ngày tháng 10 vừa qua, chúng ta thấy nước ngoài đã đưa lực lượng xuống phản đối chúng ta một cách hết sức là phi lý. Đây là những cái mà có thể chúng ta không thể chấp nhận được. Ngoài ra, họ đưa tàu xuống khảo sát và thăm dò. Có những thời điểm đưa tới 35 và 40 chiếc tàu xuống để bảo vệ. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã tiến hành ngoại giao để chúng ta đấu tranh trên cơ sở đấu tranh pháp lý. Để gì? Để khẳng định chủ quyền của chúng ta. Trên thực địa thì Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình và tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng để khẳng định khu vực chủ quyền và quyền chủ quyền của chúng ta không thể chối cãi theo công ước luật pháp quốc tế, luật biển năm 1982. Thưa Quốc hội, có thể nói là dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại của dân tộc ta. Quy luật đấy ngày nay được thể hiện ở hai nhiệm vụ rất rõ là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình hiện nay, với cái đặc điểm, những cái yếu tố tác động tới sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp phù hợp để đấu tranh trong cái điều kiện mới, giữ vững môi trường hòa bình, độc lập để phát triển đất nước. Năm 2018, sau khi Bộ Chính trị đã thông qua và kết luận các cái chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tiến hành quán triệt sâu sắc các cái chiến lược này. Có thể nói đây là cơ sở để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng tổ chức biên chế quân đội và mua sắm vũ khí trang bị, bảo đảm theo tinh thần tinh, gọn, mạnh, đáp ứng với các kiểu chiến tranh hiện đại trong điều kiện mới. Thưa toàn thể Quốc hội, có thể nói đất nước ta đã từng phải trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh. Chúng ta thấy được cái tàn khốc của chiến tranh và sự mất mát của mỗi gia đình và dòng họ. Việc bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Tuy nhiên, chúng ta cũng luôn luôn phải sẵn sàng cảnh giác, tỉnh táo và sẵn sàng các phương án cao nhất với các tình huống có thể xảy ra. Vì lợi ích quốc gia của dân tộc, vì độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta phải sẵn sàng bảo vệ và đẩy lùi các nguy cơ chiến tranh để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định